Chúng tôi xin giới thiệu bên tay phải cho bàn thư ký nói trang phục màu trắng là đội FPT, và bên tay trái với trang phục trắng nâu là đội Rapid. Hai đội sẽ thi đấu trong vòng 3 hiệp, đội nào thắng 2 đội đó thắng cuộc. Thank you.
cái cấu pyramid. Bắt bóng, rồi biết chuẩn bị.
đánh bóng không gian điểm bóng 12 năm. Thank you.
bóng cho ra biết 21 8 Điểm 1 là biết thắng với tỷ số 25-11.